Xin chào tất cả các bạn. Vậy là sau bao nhiêu ngày tháng, ngày nhớ, đêm mong, tối mình vẫn đi ngủ thì cuối cùng chúng ta đã có những phiên bản RTX 3080 đầu tiên rồi. Và phiên bản của mình đang có đây là RTX 3080 đến từ thương hiệu Acer TOF. À, từ từ nhá, khoan nhá, các bạn đừng nghĩ TOF là nóng. Mình đồng ý một điều là nó có nóng, thế nhưng cái điều nóng của nó xuất hiện chỉ duy nhất trên phiên bản GTX 1660 bình thường mà thôi. Nó không phải super nhé, chỉ là 1660 bình thường. Khi mà Acer đưa ra một cái dòng sản phẩm, nó có hệ thống heat sink, nó thực sự là không ấn tượng cho lắm. Nhưng mà bây giờ hãng đã fix được tất cả những cái lỗi rồi, hoặc thậm chí ấy, họ đã mang được cái dòng gọi là thiết kế cao cấp xuống cái dòng trung cấp hơn một chút. Thì đây chính là phiên bản như vậy. Hãy cùng mình tìm hiểu xem phiên bản này có những gì đặc biệt. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn một cái combo, một cái bộ PC để các bạn có thể kết hợp được khi mà RTX 3080 được bán chính thức. Đầu tiên đó chính là tiền đâu. RTX 3080 phiên bản này sẽ có mức giá đề xuất là 19.990.000 đồng và được tặng kèm một ba lô RAG trị giá 1.300.000 đồng. Thực sự xin chia buồn với những bạn nào mà vừa mấy tháng trước thôi mua các phiên bản như kiểu RTX 2080, 2080 Super hay thậm chí là 2080 Ti, bởi vì RTX 3080 nó mạnh hơn rất nhiều lần. Và một trong những lý do mà mình có thể khẳng định được là TOF RTX 3080 nó mát đó chính là về hệ thống tản nhiệt, rất là cải tiến hơn khi so với thế hệ tiền nhiệm. Cải tiến đầu tiên đó chính là về phần quạt. Quạt thay thì vì những cái quạt thông thường dưỡng dòng TOF cũ thì với TOF mới bây giờ nó sử dụng cánh quạt Aseptic Fan, thì với cánh quạt này thường sẽ được sử dụng trên các dòng Strix cao cấp, thì bây giờ đã được mang các dòng trung cấp rồi. Thì với hệ thống quạt mới này nó sẽ giúp cho cái cạc của bạn nó sẽ chống bụi tốt hơn này, nó chống độ ồn tốt hơn và nó cũng sẽ mát mẻ hơn nữa. Thì bằng phần mềm Fermax thì mình đã có thử test qua, thì nhiệt độ của nó chỉ loanh quanh khoảng độ 64 đến 65 độ C kể cả khi mình đóng kính và mở kính, và cái độ ồn của nó cũng rất thấp. Thì đây nhá, đây mình Fermax nó với nhiệt độ như vậy, còn khi mà chơi game thì chắc chắn nhiệt độ sẽ chỉ khoảng 50 độ C thôi. Một chút nữa thì mình test game thì các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ đề cập tới sâu hơn một chút về cái phần heat sink tản nhiệt. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 ông đồng, thì 6 ông đồng này nó sẽ tương tự với dòng RTX 20 series Switch ngày xưa, và cộng với việc ấy nó có những cái lá nhôm chi chít này và độ dày của phần heat sink này nó sẽ chiếm đến tận 2.7 slot khe PCIe, một cái độ dày phải nói là siêu nạc để có thể tản nhiệt được cho toàn bộ hệ thống card đồ họa này. Bởi vì mình sẽ nói lại nhé, RTX 3080 nó đến tận hơn 300W liền. Và để củng cố thêm được cái luận điểm này thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần trải nghiệm hiệu năng để xem nó sẽ như thế nào nhé. Mặc dù RTX 3080 đã hỗ trợ PCIe 4.0 rồi, thì với PCIe 4.0 ấy, đối với những bạn nào mà quan tâm thì phần VGA nó sẽ dữ liệu trực tiếp từ phần SSD luôn, nó sẽ không thông qua phần CPU nữa. Thế nên ấy, những bạn nào sử dụng SSD 4.0 và kết hợp với mẫu card đồ họa RTX 3080 hoặc là dòng RTX 3000 series này thì tốc độ load game nó sẽ cao hơn. Thế nhưng mà các bạn nhìn thấy trong toàn bộ quá trình trải nghiệm, chúng ta chỉ sử dụng giao thức PCIe 3.0 thôi.
các cái tựa game nó vẫn hoàn toàn có thể gọi là loát đến 99% hoặc thậm chí có thể là 100% trên độ phân giải 4K, và màn hình mình test sẽ là màn hình 144Hz. Và các bạn có thể thấy được là những game như kiểu là Shadow of Tomb Raider, các bạn có thể nhìn thấy cái mức setting là custom thôi, bởi cái mức very high nó vẫn chưa phải là cao nhất, mình phải gọi là chỉnh một số cái răng cưa nữa thì nó mới lên được, thì trông vẫn sẽ giống custom thôi. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, chúng mình không hề ăn ra trong bất kỳ một cái phần test nào. Các bạn nhìn thấy thực tế như nào thì khi các bạn mua về nó sẽ FPS nó sẽ giống hệt như vậy, hoặc qua một số các bạn update driver thì có thể là FPS nó sẽ còn cao hơn nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến các phần linh kiện khác như kiểu CPU Intel Core i7 10700K phiên bản Avenger 8 x 16 luồng, xung nhịp có thể đạt tới là 5.1GHz, thậm chí nó còn cao hơn cả phiên bản Intel Core i9 tiền nhiệm, mà mức giá của nó chỉ loanh quanh khoảng 10 triệu đồng, mà các bạn còn được tặng một code game Avenger nữa. Thật ra là về món hời cực kỳ lớn dành cho game thủ, mua cạc với giá rẻ xong còn được tặng cả game nữa. Và bom mạch chủ cũng đến từ thương hiệu TOF luôn. Trong sản phẩm bom mạch chủ của Asus nói chung hay TOF nói riêng năm nay, nó có tương đối nhiều các sự cải tiến và giữ vững được vị thế gần như là đứng đầu trong thị trường máy tính. Và Z490 TOF đây, dòng như này cũng không phải ngoại lệ, khi nó có thể cân được mượt mà Intel Core i7 10700K hoặc thậm chí có thể là Intel Core i9 luôn cũng được. Phần cấp điện cho phần CPU sẽ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin cộng một cổng cấp nguồn 4 pin kèm theo 12 phê điện để cấp điện cho phần CPU, và kể cả phục heat sink cho VRM cũng được làm lớn hơn, được xẻ rãnh để có thể hút gió. Và vì main sẽ có sẵn 4GB RAM nên mình sẽ lắp tổng cộng là 4 thanh RAM luôn. Và RAM được sử dụng cũng đến từ một thương hiệu T-Fox và nó sẽ có logo của TOF luôn. Thì với RAM này nó sẽ bớt RAM là 3200, và khi mình trả nhiều bão năng để mở bớt RAM lên và XMP Extreme Memory Profile là 3200 luôn. Còn đối với những bạn nào mà thích OC thì hoàn toàn có thể được, một bên này có thể hỗ trợ được là bớt RAM đến tận 4600. Và về mặt hình thức thì rõ ràng TOF nhiều như này thì phần vỏ cây mình cũng phải lựa chọn đến từ TOF luôn, và tên mã của nó là GT510VC. Các bạn sẽ tặng sẵn 4 quạt luôn, và 3 quạt đằng trước có LED và 1 quạt đằng sau, quạt này sẽ không có LED. Và bộ nguồn thì đến từ thương hiệu Acer, thế nhưng nó không phải là bộ nguồn có cái logo của TOF, mà là nguồn của Arri Strix, có được bảo hành đến tận 10 năm. Máy hỏng thì nguồn chưa chắc đã hỏng. Bây giờ thì mình sẽ tổng kết lại lý do để các bạn phải xuống tiền để mua RTX 3080. Phải xuống tiền nhá, bởi vì mức giá của nó rất rẻ, 19.990.000 đồng, tức là dưới 20 triệu đồng, được tặng kèm một ba lô của ROG trị giá 1.3 triệu cho những bạn nào đặt hàng đầu tiên, mức giá rẻ nhá. Xong rồi còn được tặng quà, và cái thứ hai nữa, nó chính sách bảo hành gần như là cao hơn cả dòng Strix luôn, khi mà chính sách bảo hành sẽ là 3+2, tức là mặc định 3 năm và các bạn đăng ký miễn phí thêm 2 năm bảo hành nữa dành cho tất cả các dòng sản phẩm chỉ cần có dòng chữ TOF. Vậy thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, nếu như các bạn quan tâm thì có thể click vào, đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình vào trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.